Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Hôm nay đến với VNTV, Phương Quỳnh ngồi kế cô Khang Chan và ông Ted. Ông là President của Miramesa Town Council. Hi Khang Chan and hi Ted. Hello. Hello. So today we'll talk about Miramesa Town Council. So can you please tell us about what is Miramesa Town Council? So Miramesa Town Council is a volunteer organization that works toward the improvement of community. Mm. And we hold monthly meetings. And we share information to the community. And we also, the elected representative and their staff come to most of our meeting, there are 10 meetings, and they can research, respond, and resolve the issue that arise during meetings. So cô cho biết một cái này là một cái gọi là một cái hội thiện nguyện, là người ta sẽ gặp mặt nhau mỗi tháng để giúp cho cộng đồng của tại Miramesa. Sau mỗi tháng gặp mặt đó thì có những cái problem gì, những cái vấn đề gì thì người ta sẽ giải quyết tại cái chỗ đó. So does Miramesa Town Council provide sponsor? Yeah, we do sponsor many activities, many communities events, and one of them is coming up, that is Miramesa Street Fair. Cô cho biết là tại Miramesa Town Council là người ta có rất là nhiều những cái hoạt động hoặc là những cái event khác nhau, và một cái event sắp tới gọi là Miramesa Street Fair được diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2018. So what is the day and the time for the street fair? Street fair is on October 6th, the first or second Saturday in October, and it's going to start at 10 a.m. and lasts until 5 p.m. Ông Ted cho biết là Miramesa Street Fair sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 10 năm 2018, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. So can you please tell us more about what you have in the Miramesa Street Fair? Oh, the street fair is quite a combination of things. We have a number of static exhibits from the military, from industry. We'll have a huge front loader there, and we have lots of booths for crafters, people who build things and sell them, and we also have two stages going the whole time for entertainment, and we have food, lots of food, and it's very good. We always have all of the traditional ethnic foods that everybody loves, and it's a real treat for the whole family. And this year we have pony rides. Oh. So the children always love the pony rides, so I think that you should definitely bring the little ones out. No adults on the ponies though. We also have solar telescope. Hmm? We have a solar telescope. That's right, a solar telescope. So the sun, it turns out, is a lot more interesting than you might think. And we have a telescope specially designed to allow you to look at what's happening on the sun. Oh, wow. And mm-hmm. it's really something. I've never looked through one before. We had it last year. So don't miss that if you come to the street fair. That is really something. Now, just a few of the crafters and other exhibits, I'll just tell you about a few of them. We have Peter Anni of Ten Hands Gift House, homemade jewelry boxes. They're beautiful. We have the lollipop lady. If you've never had a homemade lollipop, no, including sugar-free ones. Oh, wow. They're very special. They taste wonderful, and they're very special, and they're very inexpensive. We have, let's see, Whole Essential Oils, Shannon Lossie, and they have their special oils. We have Kim Nguyen, Williams Aloha Scent Candles. Those are very special. So we have all of these wonderful things that you just can't go in the store and buy there. You have to come to the street fair. Now, the street fair is only one day a year, yeah. So you can't put this one off. It's October 6th. It's very easy to get to because it's the block of Camino Ruiz just north of Miramesa Boulevard between the library and Vons. And so there's plenty of parking all around. You have to
find your own parking, but there's lots of it. And there's many, many, many things to do once you get there. So one of the things you'll find there is community organizations. So some people find out for the first time that Mira Mesa has a planning group. Oh, wow. And this is a group that gets together, and in fact it's an official city chartered organization, and makes plans for what's going to happen next in mm-hmm. Mira Mesa. For instance, we're going to have a 26-acre park in Carroll Canyon soon. Mm-hmm. And if you want to know about things like that, by all means, come to the Mira Mesa Town Council booth at the street fair, because that's where the planning group is also. So, is there anything else you want to know about? Just a question, since you mentioned about food, is there any alcohol allowed during the street fair? No, no alcohol is allowed on the street, so that's why it's all good for kids. Some years we do have a beer garden, but not this year. So we do have Vietnamese coffee, flower tea, boba tea, mango lassi, and fresh sugarcane juice. Also, we are going to feature international food, Chinese, Vietnamese, Mexican, Mediterranean, Japanese, Jamaicans, all kinds of cuisines we are going to present. So, ông Ted với cô Khanh Chan cho biết là hội chợ của Mira Mesa sẽ được mở một lần nữa, là mở cửa vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 10 năm 2018, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ông cho biết có rất là nhiều, có những cái cuộc triển lãm từ military, thì người ta sẽ có những cái triển lãm ở đó, với có nhiều cái gian hàng mà người ta gọi là thủ công nghệ đó quý vị, là người ta handmade. Là hồi nãy ông có kể ra là có một số gian hàng là người ta sẽ làm những cái hộp đựng nữ trang, quý vị không thể mua ở ngoài tiệm được. Hoặc là có một số người ta sẽ làm cái kẹo lollipop, rồi cái kẹo mousse á, mà có cái là sugar free luôn. Rồi hoặc là người ta sẽ làm những cái đèn cầy thủ công. Ngoài ra năm nay ông kêu là có pony ride, là có cưỡi ngựa cho mấy em bé nữa. Mà ông chỉ nói là cho con nít thôi nha, người lớn là gọi là không đủ tiêu chuẩn để lên cưỡi ngựa. Ngoài ra có rất là nhiều đồ ăn khác nhau, từ đồ ăn của tất cả các nước, giống như từ Việt Nam, Tàu, Mễ, Jamaica. Với lại cô Khanh Trang cho biết là ở đây có những cái loại nước giống như là Việt Nam coffee, cà phê Việt Nam nè, rồi hoặc là có boba tea, cho nên cái quý vị nào gọi là đầy đủ lứa tuổi có thể đến hội chợ được. Ông nói là thường mỗi năm thì người ta sẽ có cái beer garden, nhưng mà năm nay là không có cái beer garden. Rồi cái cuộc Mira Mesa Street Fair là sẽ từ cái đường Camino Rue đó quý vị, là từ đầu của Mira Mesa Public Library đến Vaughan, thì quý vị có thể đậu xe vòng vòng ở đó, có rất là nhiều chỗ đậu xe. Rồi ông nói ít người biết là tại Mira Mesa thì người ta có một cái community group, là người ta sẽ plan coi là làm cái gì cho Mira Mesa. Thì quý vị nào muốn biết thêm những cái thông tin đó thì quý vị có thể dừng tại cái booth của Mira Mesa Town Council để quý vị có thể biết thêm thông tin đó. So do you have anything else to add about the street fair or any other information you want to add on? One of the things that the street fair provides very readily is an opportunity to join the Mira Mesa Town Council. And I would like to very much invite everyone to come and try us out. Because if you really want to know what's going on, you want to meet your city councilman, you want to meet the mayor, you want to meet our politicians and find out that they are real people. And the town council meetings are the place to do that. So please join us. You'll find it's a very enriching and rewarding experience. Thank you. And at the street fair, the elected official will have their booth at the various levels, so you can come and talk to them and share your any issues. And yeah, it's a great opportunity. Also, I want to say that come and enjoy with your family and friends, because you don't want to miss that fun and enjoyment at Mira Mesa Street Fair on October 6th. Ông cho biết là nếu mà quý vị nào muốn biết thêm những cái thông tin thì ông mời tất cả những người tới Mira Mesa Street Fair để có thể gặp những cái thành viên của Mira Mesa Town Council. Rồi ở đó là có rất là nhiều người, quý vị có thể gặp mayor, quý vị có thể coi là người ta có thật hay không, hoặc là người ta nhìn như thế nào ở ngoài đời. Rồi cô Khanh Trang có cho biết là chúng ta nên đi với gia đình hoặc là với bạn bè, tại vì chúng những cái ngày như vậy rất là vui, đúng không ạ? Chúng ta không nên để lỡ dịp những cái ngày vui giống như vậy.
So thank you so much for coming in and share all the information today. You're very welcome. Thank you so much. You're welcome. Một lần nữa, Myanmar Street Fair sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 10 năm 2018, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại đường Camino Ruiz. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.